Hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Long Vlog của mình ha. Thì cái clip vừa rồi là mình có thông báo là mình sẽ bắt đầu chương trình sale nhân dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Và hôm nay trong cái video này mình sẽ nói thêm về cái phần ốc lóc Salaya để cho các anh em có thể dễ hiểu thêm và dễ cập nhật được cái phần giá mà khi anh em chưa bấm vào cái link Shopee của mình. Và cũng nắm được cái phần giá khi anh em qua shop anh em mua hàng ha. Thì hiện tại á, nói về ốc lóc Salaya thì mình đã đủ xe là bao gồm từ những dòng tay ga như là Vario, Clip, A Plus, SH đồ mình đã cập nhật đủ. Và bên cái dòng xe Underborn, xe số là bên mình cũng đã đủ size như là F150, F155, Winner, Sonic, Winner X, rồi Raider, F10, F11, Sirius, FPC của Tanker, nói chung là mình đã đủ size hết rồi. Thì bây giờ chỉ còn quan trọng là cái phần giá ha, cái phần giá cả. Thì ốc lóc là bên mình sale là giá từ 249.000 một bộ trở lên nha các bạn ha. Thì cái xe nào mà nó nhiều hơn như là những dòng em cho 50 Winner rồi đó thì nó sẽ là 279.000 một bộ các bạn. Rất là rẻ, rất là rẻ. Thì mình cũng như là mình cũng đã nói rồi là mình có nói chuyện bên công ty và bên bển hỗ trợ cho mình là một cái phần giá sẽ đau xuống chút xíu để mình cập nhật cái chương trình sale này cho nó suôn sẻ hơn và được cái giá tốt nhất cho mấy anh em khi anh em mua hàng trong cái dịp này ha. Thì chỉ có mắc nhất là về phần ốc lóc của thằng Raider là 310 mấy nghìn một bộ các bạn, nó tới 27 con gì đó. Và rẻ nhất là những cái dòng như là Vario AB thì một bộ ốc lóc nó chỉ có 100 mấy chục nghìn thôi các bạn, là full lock các bạn ha, là chỉ có 100 mấy chục nghìn thôi. Thì cái bộ lock là mình sẽ phù hợp như vậy. Đây, như vậy là một bộ các bạn. Thì cái bộ này trên tay mình là bộ F10 đó. Còn về cái phần ốc lock đó mình sẽ là tư vấn cho các bạn trong cái clip này luôn. Là nói về phần ad center đi ha, là F150 và 155 sẽ xài chung lock nha các bạn, sẽ xài chung lock đó. Thì các bạn nếu mà bạn chạy F155 thì các bạn có thể vào phần cái link Shopee của bên mình sẽ để phía dưới video này. Các bạn đặt 150 ha, là cách gắn nó cũng rất là dễ các bạn. Cách gắn á, là khi anh em mà tháo gắn vào á, anh em đừng có tháo một loạt hết ốc của trên lóc mình ra, mấy anh em chỉ tháo từng con thôi. Mấy anh em tháo con này ra rồi xong rồi các mấy anh em dỡ bộ ốc lóc này ra nè, mấy anh em đo đó con nào nó vừa, anh em chọt vô lại một phần á, là nó sẽ không bị chảy nhớt các bạn. Nếu mà các bạn tháo một loạt ra, cái thứ nhất là những dòng ẹp nha, xe zin nó rất là dễ bị gắt gòn ha. Đó, những dòng da xe zin nó rất là dễ bị gắt gòn nên anh em sẽ tháo từng con thôi. Đó, tháo con nào mấy anh em đo mấy em tập con đó vô thôi ha. Thì giá là hai xe là mình đồng giá, tại vì xài chung một bộ lốc này nè, chung một bộ lốc này nè là 279.000 một bộ, chỉ có 279.000 một bộ thôi các bạn. Và những cái dòng như là Sirius đó thì cũng có 250 mấy nghìn một bộ thôi. Còn những dòng quay kia mình sẽ là 249.000 một bộ đó. Thì mình xin nhắc lại trong cái đặt sale này thì bên công ty họ hỗ trợ giá mình, họ hỗ trợ giá mình để mình sale cái dịp lễ Tết, tại vì mình với bển là nói chung là cũng là một đối tác rồi đó. Thì có cái vấn đề gì muốn cần trả chương trình gì mình luôn trình bày với họ, mình nói với họ ok hỗ trợ mình cái giá để mình đao cái giá xuống để anh em mua được cái giá tốt hơn trong cái dịp lễ này. Thì một phần thì cái dịp lễ này đa số là anh em sẽ đi chơi nhiều, tại vì nghỉ tới 2 ngày 30 tháng 4 1 tháng 5. Mình chưa có coi lịch, không biết nó có rơi vào cuối tuần không. Nếu mà rơi vào cuối tuần là các bạn đi tour rất là nhiều ha. Ok, thì đó là mình hướng dẫn sơ về cái phần ốc lóc. Còn khi mấy anh em mua hàng đó, cái thứ nhất là mình nói về giá rồi. Đó, mình nói về giá rồi, còn cái thứ hai là cái vấn đề vận chuyển. Thì mấy anh em là nên lưu ý kỹ là khi mấy anh em đặt hàng là xem cái thời gian mình nhận hàng được không. Nói chung á, nhận hàng á là cũng tùy theo địa phương, tùy theo shipper tại địa phương của mình. Tại nhiệm vụ của mình là chỉ cần đưa ra kho, và họ nói là kho chứ là đưa ra bung cục các bạn, bung cục ở gần nhà mình, và họ mới bắt đầu họ đưa về tổng kho của họ và họ phân đi, và giao sớm hay chậm là do shipper đó, chứ không phải là do mình giao chậm các bạn ha. Thì các bạn nên lưu ý cái chuyện này, là thời gian giao hàng là khoảng từ 1 đến 2 ngày so với những bạn ở gần ở nội thành, còn xa hơn thì tầm khoảng 2 tới 4 ngày. Còn nếu mà trường hợp mà quá 4 ngày mà anh em chưa nhận được hàng, mấy anh em hãy alo tới shop mình để mình khiếu nại lên công ty giao hàng ha.
đó, mình hỏi họ để giao hàng nhanh cho các bạn, chứ mình không có chủ động mình giao hàng cho các bạn ha. Ok, thì nếu mà cái đợt sale này kết thúc thì cái đợt sale này mình sẽ cố gắng mình kéo dài đó. Nói chung là hàng tới đâu thì họ hỗ trợ mình tới đâu thì mình sẽ làm tới đó. Còn mà nếu qua đợt sale này mình sẽ trở về cái giá cũ, thì mấy anh em lưu ý là khi mình đã trở về cái giá cũ, mấy anh em có xem được clip này thì mấy anh em qua mua hàng á thì mình vẫn áp dụng cái giá cũ ha, mình không có áp dụng cái giá sale được, tại vì sale thì phải có chương trình sale mình mới sale được, chứ không phải tại vì khi mình bán với cái giá này rồi các bạn cứ nghĩ là tháng sau các bạn qua mua mình vẫn sẽ áp dụng cái giá này thì sẽ không có các bạn ha. Đó, tại vì lúc đó là họ không hỗ trợ giá mình nữa, nếu mình bán theo cái giá này là mình lỗ. Ok, tại vì các bạn phải biết vậy nè, khi các bạn bỏ tiền ra, ví dụ 249.000 các bạn mua bộ vlog quay là mình nhận đủ 249.000 không có các bạn ha. Còn rất là nhiều chi phí phát sinh thêm. Cái thứ nhất là mình cắt cái phần doanh thu lại để hỗ trợ bên Vship Extra, đó là họ sẽ trừ phần trăm trên cái tổng đơn hàng các bạn đặt, nó sẽ trừ phần trăm xuống là mình sẽ mất thêm mười mấy 20.000 nữa các bạn. Đó, mình sẽ mất thêm mười mấy 20.000 nữa, chứ không phải mà các bạn mua cái giá 249.000 là mình sẽ nhận đủ 249.000 ha. Là những anh em nào bán trên Shopee, là những anh em nào mà đã có buôn bán những cái mặt hàng khác trên Shopee, các bạn sẽ hiểu cái điều kiện như vậy ha. Mình sẽ không nói thêm về cái phần này nữa. Ok, thì cái video này á là mình sẽ xin kết thúc tại đây. Đó, thì sau video này các anh em có thể là nhấn vào cái link Shopee bên dưới, mà anh em đặt hàng bên dưới cho mình luôn ha. Còn những anh em nào ở Sài Gòn thì cứ qua trực tiếp shop mua và lắp tại shop luôn. Ok, thì cái video mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.